Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn cập nhật bằng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024 tính tới 6 giờ 30 sáng ngày mùng 1 tháng 8 như sau. Đoàn thể thao Trung Quốc đang dẫn đầu với 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Xếp thứ hai là đoàn chủ nhà Pháp với 8 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Đứng thứ ba là Nhật Bản, 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng tư là đoàn Australia 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đứng thứ năm là Vương quốc Anh với 6 vàng, 6 bạc và 5 đồng. Đứng thứ sáu là Đoàn thể thao Hàn Quốc với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Đứng thứ bảy là Đoàn thể thao Mỹ 5 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Như vậy là Đoàn thể thao Mỹ đang là cái Đoàn mà có cái số huy chương bạc và huy chương đồng áp đảo so với các Đoàn thể thao còn lại của Olympic 2024. Đoàn thể thao Italia đứng thứ 8 với 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đứng thứ 9 là Canada, 2 vàng, 2 bạc và 3 đồng. Đứng thứ 10 là Đức, 2 vàng, 2 bạc, 2 đồng. Đứng thứ 11 là đoàn thể thao Hồng Kông Trung Quốc, 2 huy chương vàng, 0 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đứng thứ 12 là Thụy Điển với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Xếp thứ 13 là Hà Lan với một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng. đứng thứ 14 là Georgia một vàng, một bạc và không đồng. À, những cái đoàn thể thao như New Zealand, Bỉ, Kazakhstan, Nam Phi, Croatia, Guatemala, Iceland, Romania này, Argentina này, Azerbaijan, Slovenia, Serbia, Uzbekistan thì đều giành được một huy chương vàng. À, tiếp theo đó là những đoàn thể thao Hungary. Uh, triều tiên là những đoàn có hai huy chương bạc những đoàn mà có một huy chương bạc đó là brazil ba lan kosovo mexico thụy sĩ này thổ nhĩ kỳ này uh, mông cổ này uh, tunisia này uh, tính đến thời điểm hiện tại thì đã có 40 45 đoàn giành được uh, huy chương rồi mọi người ạ thì um, đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta vẫn chưa được có được huy chương nào thì đây cũng là một cái khó khăn của đoàn thể thao Việt Nam ở giải đấu này vì trên thực tế mà nói thì cái trình độ các vận động viên ở Olympic là rất là cao và các vận động viên của chúng ta đã thi đấu rất là nỗ lực rồi. Ngày hôm qua thì có à, Thùy Linh với Đức Phát thi đấu ở môn cầu lông thì chúng ta hai vận động viên của chúng ta đã chơi rất là tốt. Tuy nhiên thì các đối thủ cũng tương đối là mạnh vì thế cho nên là chúng ta đã thất bại rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc mặc dù vậy chúng ta đã cho thấy sự bước tiến ở môn cầu lông ở giải đấu năm nay. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video Quý vị và các bạn có đánh giá gì về bảng tổng sắp huy chương ngày hôm nay thì Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo